Dạ, thưa bác, cho con hỏi, ai quản lý trái đất này, nhiệm vụ và quyền hạn của họ như thế nào ạ? Trái đất này nói cho rõ cho con tụi con nghe này. Làm chủ trái đất này là ông Thánh, Thánh Chúa thế giới làm chủ à. Nói cho con biết rồi chứ mày. Ông thần chỉ là cái ông thực thi nhân quả thôi, cho phép tánh Phật vô và thực thi nhân quả. Còn làm chủ trái đất này là do Thánh Chúa thế giới. Vì thế mà Thánh Chúa thế giới là phải có vợ, vợ ổng lên là gì? Là Thánh Mẫu. Phải không? Còn thần chủ thế giới vậy, vợ ổng là gì? Là Địa Mẫu. Con hiểu không? Các nơi ta thờ rất đúng chứ không? Nhưng mà ta không hiểu cái thế nào. Đó. Hiểu không? Thì bây giờ trái đất này, hai người này làm chủ. Thánh Chúa làm chủ trái đất và lập ra đạo. Thần chủ trái đất quản lý về nhân quả và thực thi nhân quả, cũng như cho tánh Phật vào đây mượn thân và tánh người. Tánh người là công cụ thôi, công cụ là cái con người thôi. Đó, con nói căn bản vậy, con muốn hiểu sao con hiểu, không đi sâu được. Rồi con hỏi tiếp đi.